Chào các bạn nha, chào các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Văn Quyền Vlog nha. Cuộc sống làng quê của mình hôm nay giản dị lắm các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái món cá rô phi rán sốt cà chua các bạn ạ. Đấy, nguyên liệu của mình như này, mời các bạn cùng xem nha. Đó, nguyên liệu này, đây các bạn này, đó đây này, nguyên liệu gồm có đây này, đấy thì là này các bạn này, đó thì là này, cà chua này, hành này, đây các bạn nhìn con cá khủng chưa này, đó cá rất là khủng nha, đó, cá rô phi đấy, rất là khủng nha. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ vào công việc ngay các bạn nha. Đấy, trước tiên mình sẽ bật bếp ga này, bật lên chảo nóng các bạn này, đó bật cho bếp nó nóng lên đi các bạn nha. Đó, sau khi lửa đã già các bạn ạ, chúc cho dầu già vào nha. Cá rán nó tốn mỡ lắm các bạn ạ, tốn dầu rán lắm đấy. Đó, đây này, nguyên liệu này các bạn này, đó, nguyên liệu nha, và kèm phụ kiện theo mấy quả ớt vào các bạn ạ, ăn cho cay cay thơm thơm nha các bạn nha. Đó, sau khi đợi mỡ già lên mình sẽ xếp phía cái đường trên bụng con cá để cho nó ngấm nhanh lên chín các bạn nha. Sơ chế qua một cái số cái món thịt là với cả cà chua các bạn nha. Thank you.
Đó, như vậy là mình đã sơ chế qua xong rồi các bạn ạ. Đó, một đĩa thực phẩm để nấu liền sốt liền với lại cái món cá rán các bạn nha. Đó, cá rất khủng các bạn ạ. Đó, đang chín dần. Quay các bạn xem. Đó, cá đang chín dần rồi đó. Rất ngon các bạn ạ. Hay chưa các bạn? Rất ngon nha, chú là quê rất nhiều món ăn dân dã ngon lắm các bạn ạ. Đó, cá nó chín vàng các bạn ạ. Vàng ươm rồi nha. Rất thơm rồi các bạn này. Đó, rất thơm nha, ngon này. Vàng ươm các bạn nha. Mình sẽ lâng lên để cho mỡ dặn đều, mỡ chín đều các bạn nha. Rất ngon nha. Đấy, chín vàng ươm rồi các bạn này. Đó, vàng ươm rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình cho mỡ vào chảo để ta tiến hành coi như là ấy nha các bạn nha. Ta sẽ thả thì là mới lại hành các bạn nha.
đó các bạn nhìn thấy thơm ngon không ạ? À? Rất ngon này, mình đang ngửi thấy mùi thơm ấy, thơm lức cả phòng rồi các bạn ạ. À. Đó, đợi sau khi chín mình sẽ cho ra đĩa các bạn nha. Đó, như vậy là xong rồi các bạn này, ngon không ạ? À, đây ạ. À? Đây, mời các bạn cùng xem này. Đấy, rất ngon nha. Đó, đây là món cá rán sốt với cà chua như thì là các bạn nha. Đó, ngon không ạ? À? Rất ngon đây ạ. À. Mời cả nhà cũng ăn cùng gia đình mình nhé. Và thôi, video mình đến đây kết thúc. Xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người có những bữa ăn ngon miệng các bạn nha.